năm kiểu tính cách khiến đàn ông nghèo vẫn hoàn nghèo, dù phạm một cũng phải sửa ngay để khơi thông tiền đồ năm mới. Kiểu tính cách này khiến bạn khó làm nên nghiệp lớn. Nếu không chịu khắc phục, cả đời đừng mong thành công. Triết học gia Hy Lạp cổ đại, ớt nói rằng tính cách quyết định vận mệnh. Tất nhiên, tính cách cũng có loại tốt loại xấu. Đối với người đàn ông, những tính cách ưu việt có lợi cho sự nghiệp cũng như cuộc đời của họ. Trong khi đó tính cách xấu lại hoàn toàn có thể đánh bại họ bất cứ lúc nào. Cổ nhân thường nói Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Song đối với những tính cách không tích cực, dù có khó rời tới đâu, bạn cũng phải học cách khắc phục. Dưới đây là 5 kiểu tính cách mà đàn ông phải cố gắng thay đổi để mở rộng tiền đồ của mình. 1. Sĩ diện Người đàn ông sĩ diện luôn thích khoe khoang và coi nhẹ kết quả làm việc chăm chỉ của người khác. Họ luôn tỏ ra ta đây hơn người, muốn người khác đánh giá cao mình, trong khi bản lĩnh thực tế lại không cao cường đến vậy. Kiểu đàn ông này rất thích tuyên truyền bản thân, thậm chí còn khoác lác. Tuy nhiên, khi bị người khác bóc trần, họ sẽ tìm đủ mọi lý do để biện hộ, thậm chí còn cảm thấy bị đà kích, thất vọng cùng cực, khó chấp nhận được thất bại. Kiểu người không thể chấp nhận và vượt qua được thất bại sẽ không bao giờ có được thành công. 2. Phàn nàn, bốc đồng Đời người luôn có biến cố và những việc ngoài ý muốn. Nếu không biết khống chế cảm xúc của mình, gặp vấn đề là ngay lập tức hoang mang hay phẫn nộ, bạn chắc chắn không thể giải quyết được vấn đề một cách thập toàn thập mỹ. Do đó, đàn ông có tiền đồ luôn là những cao thủ trong quản lý cảm xúc. Họ sẽ không tùy tiện bộc phát những bất mãn bên trong, dĩ hòa vi quý là tôn chỉ của họ. Bên cạnh đó, một số nam giới có xu hướng hoảng sợ và choáng ngợp khi đối mặt với khó khăn và họ đặc biệt thích phàn nàn. Họ cho rằng chính sự bất công của Thượng Đế và những người xung quanh đã khiến họ rơi vào hoàn cảnh này. Họ luôn đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh mà không xung xét lại bản thân và bình tĩnh tìm ra cách giải quyết. Như vậy, một người đàn ông hay phản nàn rất khó thành công bởi vì anh ta đã dùng hết sức lực và thời gian để đổ lỗi. Ngoài ra, muốn thành công, bạn nhất định phải trở thành chủ nhân của cảm xúc. 3. Lười biếng Tỷ phú Hồng Kông, Trung Quốc Lý Gia Thành đã từng nói tất cả những chiến thắng đều không đáng phục so với việc chiến thắng bản thân mình. Trong cuộc sống, chúng ta ngày càng phải gánh vác những trách nhiệm to lớn. Một người đàn ông mà không làm chủ trong cuộc sống thì sẽ khó có được thành công. Người có thói quen lười biếng sẽ chỉ biết ghen tị với người khác và không chịu làm bất cứ việc gì. Sự lười biếng có thể hủy hoại một con người và nó cũng sẽ khiến họ ngày càng xấu đi. Cuộc sống lười biếng sẽ dần mài mòn tinh thần chiến đấu với khó khăn, cản đường chúng ta đến với thành công. Một người lười biếng sẽ không có được thành công bởi vì họ có quá nhiều cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống thực, họ quen với sự nhàn rỗi và không còn hiểu được ý nghĩa của sự phấn đấu. Người lười suy nghĩ, thiếu năng lực hành động, làm việc gì cũng không có ý tưởng, không có kế hoạch thì cuộc đời này sẽ trở nên tầm thường. Bởi vì lười biếng là gốc dễ hủy hoại con người, nên người không có ý chí tiến thủ nhất định không đạt được thành tựu. 4. Khôn lỏi Kiểu đàn ông này luôn thích đi đường tắt, thỉnh thoảng có được ít lợi ích lại tưởng mình tài giỏi trong khi thực tế không phải vậy. Đàn ông thành công luôn thực tế, nghiêm túc, đón đầu mọi thử thách. Họ sớm hiểu ra được đường tắt lớn nhất chính là sự chăm chỉ và nghiêm túc trong mọi chi tiết. 5. Tự cao, tự đại và coi thường người khác. Ai cũng đều là một cá thể độc nhất vô nhị cả, bảo vệ bản sắc của bản thân là điều tốt. Tuy nhiên, nếu bảo vệ quá đà bạn sẽ bị gọi là cố chấp, tự cao, tự đại. Người như vậy luôn đề cao bản thân bằng cách hạ giá trị người khác, khiến người khác cảm thấy mình là người giỏi nhất. Trong khi đó, thế gian này không có ai là hoàn mỹ. Mỗi người đều có những khuyết điểm và thiết sót riêng. Muốn che giấu nó là tâm lý rất bình thường của mỗi người. Nhưng nếu quá cố chấp, dần dần không chịu thừa nhận khuyết điểm của bản thân không chịu sửa đổi sẽ rất dễ khiến bạn tự tuột xuống dốc